Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với chuyên mục top 10 những thông tin công nghệ hay và thú vị của Surface Pro. Chúng ta dường như quá quen thuộc với các thương hiệu như là Apple, Microsoft hay là Samsung và rất là an tâm khi mua sản phẩm từ những thương hiệu này. Nhưng gần đây có một thương hiệu đang làm mưa làm gió trên thị trường công nghệ và được mệnh danh là Apple của Trung Quốc. Vâng, thương hiệu mà Moni nói đến hôm nay chính là Xiaomi. Vậy thì trong video này hãy cùng mình tìm hiểu về những thông tin thú vị của thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc này nha. Let's go. Các bạn có biết rằng là 7 thành viên sáng lập Xiaomi đều là dân công nghệ và họ có cả núi dày kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và từng làm việc tại các tập đoàn công nghệ khổng lồ như là Google, Motorola và Kingsoft. Hơn thế nữa, nhà sáng lập kim CEO Lee Jun của Xiaomi từng đảm nhận vị trí lãnh đạo tại UC Web và Kingsoft. Thậm chí ông còn từng là chủ sở hữu của một số cửa hàng trực tuyến được Amazon săn đón. Với background đầy tính công nghệ như thế này thì ắt hẳn Xiaomi sẽ là một đối thủ đáng gờm đối với các công ty công nghệ khác trong lĩnh vực điện thoại thông minh. Chúng ta đều biết tên của các thương hiệu nổi tiếng đều có ý nghĩa riêng của nó và Xiaomi cũng không ngoại lệ. Vậy Xiaomi có nghĩa là gì? Bản thân từ Xiaomi có nghĩa là hạt kê, hạt gạo. Cả hai đều là loại thực phẩm thiết yếu tại Trung Quốc. Vì lựa chọn các tên này thể hiện khát vọng biến một điều nhỏ nhoi trở thành một thứ gì đó lớn lao, quan trọng và không thể thay thế. Và tất nhiên, cho đến thời điểm này, mong muốn công ty đã hoàn toàn trở thành sự thật. Bên cạnh đó, Mi còn là từ viết tắt của Mobile Internet, là Internet di động, điều không thể thiếu trong thời đại công nghệ 4.0. Đồng thời, Mi cũng là từ viết tắt của Mission Impossible, nghĩa là nhiệm vụ bất khả thi. À mà cái này không phải là nhiệm vụ bất khả thi của Tom Cruise đóng đâu nha các bạn. Ý nghĩa của nó là đề cập đến những thách thức ban đầu mà công ty gặp phải. Ngoài ra thì khi bạn lật ngược logo của từ Xiaomi thì cho hình ảnh khá giống với từ trái tim trong tiếng Trung. Một cái tên quá nhiều ý nghĩa đúng không nào? Các bạn có biết điều gì đã truyền cảm hứng cho Lee Jun và giúp ông đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và gắn bó với Xiaomi, giúp Xiaomi thành công như ngày hôm nay không? Trong một bài phỏng vấn với The New York Times năm 2013 thì vị CEO được mệnh danh là Steve Jobs của Trung Quốc này cho biết: "Tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Fire in the Valley", cuốn sách được ông đọc tại trường Đại học Vũ Hán vào năm 1987. Sau khi đọc cuốn sách này, ông cho biết sẽ muốn thành lập một công ty hạng nhất. Và tại thời điểm đó, điều này nghe có vẻ giống như là một nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên thì đến năm 2020, Xiaomi đã vươn lên vị trí thứ 3 trong lĩnh vực smartphone và xếp thứ 2 sau hai gã khổng lồ công nghệ có nền móng lâu đời hơn, đó là Apple và Samsung. Đó, các bạn thấy không? Sách rất là có lợi và tốt. Và đừng quên hãy dùng một quyển sách gối đầu. Ai biết 5 hay 10 năm sau đó, các bạn có thể trở thành một trong những nhà sáng lập nổi tiếng đúng không nào? Hiện tại thì Xiaomi được biết đến với các sản phẩm phần cứng như là điện thoại, TV hay là vòng tay thể thao. Tuy nhiên thì sản phẩm đầu tiên của hãng lại là một giao diện phần mềm. Ngày 16 tháng 8 năm 2010, Xiaomi ra mắt giao diện người dùng đầu tiên trên Android có tên là MIUI. Gần một năm sau đó, hãng mới chính thức cho lên kệ thiết bị phần cứng đầu tiên là Xiaomi Mi 1. Các bạn đã bao giờ nghe về cụm từ mascot hay là linh vật của hãng chứ nhỉ? Linh vật có thể là một động vật hay là một hình tượng nào đó được nhãn hàng chọn ra để gửi gắm thông điệp của riêng mình. Và điều đặc biệt đang nói ở đây là Xiaomi lại chọn hình tượng một chú thỏ trắng Bunny có tên là Mewtwo để làm linh vật của hãng. Khác với hình tượng đáng yêu thường thấy của các chú thỏ, Mi Bunny, linh vật của Xiaomi là một chú thỏ trắng với gương mặt vô cùng hài hước, đôi mắt to tròn và nụ cười ngờ nghệch. Và điều này cũng là điểm nhấn làm cho linh vật nhà Xiaomi rất được lòng fan. Ở Mỹ có Apple, thì ở Trung Quốc có Xiaomi. Và Xiaomi không còn xa lạ đối với các tín đồ công nghệ của quốc gia 1 tỷ tư dân này khi được mệnh danh là Apple của Trung Quốc. Xiaomi thường được so sánh với Apple vì sự tương đồng trong thiết kế phần cứng, phần mềm và thậm chí là cả cách tiếp cận người dùng. Steve Wozniak, một trong số các nhà đồng sáng lập của Apple, từng nhận những lời bình luận có cánh cho Xiaomi. Vào năm 2014, thì Wozniak nhận định rằng Xiaomi có những sản phẩm tuyệt vời và đủ tốt để phá vỡ thị trường Mỹ. Đồng thời, cũng tại thời điểm này, có một số nguồn tin cho rằng ông đang sở hữu một chiếc Mi 3 của Xiaomi. Tất cả các sản phẩm công nghệ mới ra đời muốn tồn tại và phát triển thì đều có cần tính đồ riêng của nó. Giống như việc là Apple có fan, Samsung thì có fan riêng của mình và Xiaomi cũng không ngoại lệ. Và một trong những nguyên nhân tạo ra sự thành công và lớn mạnh của Xiaomi ngày hôm nay chính là Mi fan. Hiện tại hãng có hàng ngàn người hâm mộ hay còn gọi là các Mi fan. Họ không chỉ là những fan hâm mộ bình thường mà còn là những người luôn tham gia tích cực vào các hoạt động thử nghiệm, ra mắt sản phẩm mới và các sự kiện của hãng. Minh chứng cụ thể nhất là khi thương hiệu này mời hơn 1.000 fan tham gia đóng góp phản hồi trước khi ra chiếc flagship thứ hai có tên là Mi 2 của mình.
Sau khi khảo sát này, rất nhiều đề xuất và khiếu nại được gửi đến. Nổi bật nhất trong số đó là đề nghị cung cấp hướng dẫn gắn SIM vào khe SIM. Vấn đề này khó khăn nhất trên Mi 1. Và ngay lập tức sau đó, Xiaomi đã bổ sung thêm hướng dẫn này trên sản phẩm mới. Trong 2 giây các bạn có thể làm được những gì? Đối với mình 2 giây đã nháy mắt là hết rồi. Nhưng các bạn có tin được không? Trong 2 giây, Xiaomi đã bán được 15.000 chiếc Mi 3 ở thị trường Ấn Độ. Đây là một con số có nằm mơ thì các nhà sản xuất cũng không dám nghĩ đến khi tung sản phẩm ra thị trường. Hơn thế nữa, Xiaomi Mi 3 được coi là điện thoại thông minh được bán nhanh nhất thế giới tính tại thời điểm phát hành. Trên thực tế thì vào năm 2014, Xiaomi đã phá kỷ lục Guinness thế giới khi bán được 2,1 triệu chiếc điện thoại chỉ trong một ngày. Nhưng đề cập ở trên thì Xiaomi được mệnh danh là Apple của Trung Quốc, thì điều hiển nhiên xảy ra là Lee Chun sẽ được ví như là Steve Jobs của quốc gia hơn 1 tỷ tư dân này. Nhưng thật sự là Lee Chun có hài lòng với danh xưng này hay không? Lee Chun chia sẻ rằng ông có những cảm xúc lẫn lộn khi được gọi là Steve Jobs của Xiaomi. Tôi rất tự hào khi được gọi là Steve Jobs của Trung Quốc vào năm 20 tuổi. Tuy nhiên, đó không phải là cảm xúc của tôi ngay tại thời điểm này. Tôi không muốn trở thành phiên bản thứ hai của bất kỳ ai. Nhận định của vị CEO này về Steve Jobs cũng khá phức tạp. Ông từng cho rằng Steve đã làm mù thế giới của tôi bằng ánh sáng hào quang của ông ấy. Nhưng cũng nói thêm rằng chúng ta vẫn nên sống trong thế giới có nhiều màu sắc hơn. Thật sự mà nói, khi được so sánh với các thiên tài hay là vĩ nhân là một điều rất đáng tự hào. Tuy nhiên thì ai cũng muốn tên tuổi của mình được biết đến và không phải so sánh với người khác, đúng không nào? Có một câu chuyện khá thú vị khi nhắc đến Xiaomi mà được rất nhiều người quan tâm, đó là về nhân viên bất đắc dĩ có tên là Wang Kai. Wang Kai thì không phải là một nhân viên bình thường như bao nhân viên khác tại Xiaomi, mà nó là một chú chó. Trong quá trình trụ sở chính công ty được xây dựng và hoàn thành tại Bắc Kinh, một chú chó hoang đã liên tục đi lang thang trong khu vực này. Sau khi tòa nhà đi vào hoạt động thì chú chó này được nhận nuôi và trở thành pet của công ty và được đặt tên là Wang Kai. Thật sự mà nói thì mình thấy chú chó này khá là thông minh các bạn ạ. Từ một chú chó hon bây giờ trở thành boss nhà Xiaomi và được các nhân viên thay nhau chăm sóc cũng như là cho đi spa. Và ngoài ra thì boss nhà Xiaomi còn có thẻ nhân viên với chức danh là More Money. Ok các bạn, mình vừa tổng kết xong 10 điều thú vị về Xiaomi, Apple của Trung Quốc. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên like và subscribe kênh nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại ở video tiếp theo ha.